Quê nhà, quê người với nhà văn Huy Phư do Ngọc Lan phụ trách xin kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vào những ngày cuối của tháng 4, một thời điểm dễ gây nên nhiều sự xúc động, nhiều sự suy nghĩ trong lòng mỗi người, dù đang sống tại đây hay tại quê nhà. Cũng trong thời điểm này thì nhà văn Huy Phương lại vừa có một cuốn sách, đó là sách Những Người Thua Trận. Và đồng thời trong thời điểm này lại có một quyển sách đang gây xôn xao, đó là quyển Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức. Như vậy thì nhà văn Huy Phương giữa người thắng trận, giữa những người thua trận và Bên Thắng Cuộc có một cái gì nó liên quan với nhau không ạ? Chào cô Ngọc Lan và chào quý vị khán giả Điều Được Online. Xin lỗi. Nhiều người nói rằng là tôi viết cuốn này để đáp ứng cái cuốn Bên Thắng Cuộc với Đức, thật tình không phải như vậy. Đây chỉ là một bài tiêu luận mà bài tạp ghi. Còn cái công trình nghiên cứu và biên khảo của Huy Đức làm công trình dài công. Sự thực là khi chúng tôi đến tiểu bang Georgia nhiều lần, nhưng mà chúng tôi lần đầu tiên tôi đi thăm Stone Mountain, là một quả núi bằng đá. Trên đó người ta tạc tượng ba người. Thứ nhất là ông Tổng thống Liên minh miền Nam Jefferson Davis, thứ hai là ông tướng Robert E. Lee, và thứ ba là ông phó tư lệnh Thomas Jackson. Quý vị tưởng tượng trong cái đất nước mà cái phía thua, cái phía Liên minh miền Nam thua, mà lại được khắc hình trên cái núi đá, thì quý vị nghĩ sao về một dân tộc như vậy? Một dân tộc như vậy phải là một dân tộc văn minh và phải dân tộc tiến bộ, và như vậy mới có cơ hội để tiến tới là làm một con người tử tế. Quý vị biết là cuộc chiến tranh Nam Bắc nó kéo dài sau năm 1961-65, giữa 11 tiểu bang liên Nam tới Nam ly khai do ông Jefferson Davis cầm đầu. Ông chống lại cái việc của bên phía ông Abraham Lincoln là đòi giải phóng nô lệ, thì bên phía miền Bắc có tới 25 tiểu bang, và hai bên cuộc chiến kéo dài 4 năm, thế nó được phí bao nhiêu xương máu. Nhưng cuối cùng khi mà tình hình tiếp vận không khả quan lắm và cái trận đánh cuối cùng thua, thì miền Nam bắt buộc phải ký hiệp ước đầu hàng miền Bắc. Thì chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến Nam Bắc, chúng ta thấy rằng người Mỹ, một dân tộc văn minh, đối xử với nhau nó khác hẳn với miền Bắc khi chiếm cứ miền Nam. Và tôi lặp lại, vì sao ba vị tướng, một vị tổng thống và hai vị tướng lãnh đạo miền Nam làm phía thua trận mà lại được tôn vinh, được khắc vào hình cái núi đá để cho thế hệ nhìn thấy là cái cuộc chiến như vậy đó, nhưng mà không có nghĩa rằng một cái dân tộc phân rẽ. Cho nên những cái dịp này tôi mới viết thành cái cuốn, một cái bài Những Người Thua Trận, để nói cái ô nhục của chúng ta khi bị thua và cái dạ man hèn hạ của người thắng, và sau đó làm cái chủ đề trong một cuốn sách. Như vậy thì với cái tiêu đề Những Người Thua Trận thì nhà văn Huy Phương nghĩ gì, như thế nào là những người thua trận, và ngược lại thì những người thắng trận nó có cái sự khác nhau như thế nào khi mà nhà văn trình bày ở trong cái bài tạp ghi của mình. Nó có một cái điểm Ngọc Lan nhận thấy, hồi sau lại cũng đối với người Mỹ cũng là miền Nam thua trận, miền Bắc thắng trận, mà trong lịch sử Việt Nam của mình cũng lại là miền Nam thua trận và miền Bắc thắng trận, nhưng cái hành xử nó khác nhau như thế nào, những người thua đó chỉ là sự tình cờ thôi, Nam Bắc một sự tình cờ thôi. Và thế này, khi tôi viết cái bài Những Người Thua Trận thì thật tình không phải một mà nhiều người anh em công nhân nói với tôi: này ông Huy Phương, chúng ta đâu có thua, chúng ta thắng trận mà, chúng ta thua Việt Cộng mới thua. Thì giàu thua hay thắng là theo cái quan điểm mọi người. Thì tôi cũng không phải hoặc cần hỏi lại là thế nào anh cho, là thế nào chúng ta thua, chúng ta thắng. Nhưng mà theo quân sự, Ngọc Lan biết ai thắng trận cuối cùng là người ta thắng. Chúng ta đã thua trận cuối cùng là trận 30 tháng 4. Bây giờ luận về thắng hay thua thì nó trong đó có nhiều ngóc ngách lắm, mà chúng ta phải để hậu thế suy xét. Cái thắng, ví dụ như này, Cộng sản vào miền Nam gọi là thắng, gọi là giải phóng. Nhưng mà sự thật thì giải phóng có nghĩa là giải phóng để tạo một cái chế độ tốt đẹp hơn, một chế độ bị bóc lột hơn, một chế độ nghèo nàn nô lệ hơn.
còn giải phóng mà khi những người lính miền Bắc vào miền Nam thấy là cả một cái thiên đường, tôi không dùng cái thiên đường một cách tức là nó quá đáng, cả một cái xã hội vật chất văn minh tự do, sách báo đài phát thanh, muốn đọc sách thì cũng có, muốn nghe đài nào cũng được, muốn ăn gì cũng có. Thì vì sao cái dân tộc miền Nam như vậy lại phải đi giải phóng? Cho nên đây một cái sự là gọi là một sự che tay bưng mắt của một chế độ miền Bắc đã đào tạo lên những con người như con lừa mà bịt mắt che tay thì biết đường đi thẳng tới. Cho nên họ nghĩ rằng miền Nam bị bóc lột, gái miền Nam bị lính Mỹ hiếp dâm, rồi thì đói rách, cho đến nỗi cuối cùng 30 tháng 4 có người đem vào một chục cái chén đá, cơ sở trong này chắc là ăn bằng mụn dừa hay là không ăn bốc vì Mỹ nó bóc lột ở tầng xuống. Thì quý vị thấy như là Huy Đức đã nói, sau đó thì khi mà giải phóng, thôi dùng gì giải phóng trong mặt trở về, thì trời ơi, một con búp bê biết nhắm mắt mở mắt, một cái radio hay là một cái đồng hồ 3-4 cửa sổ ở trên một chuyến xe đò và từ miền Nam về, trời ơi, cảm cái gì mơ ước trong bao nhiêu năm nhọc nhằn của miền Bắc sống trong đói khổ đau khổ. Thì quý vị thấy như vậy thì thắng cuộc hay không thắng cuộc? Và chính khi tôi ra ở tù miền Bắc thì những người hình tù hình sự miền Bắc nói rằng, trời ơi, các anh đánh đấm thế nào mà các anh lại ra đây, chúng tôi chờ các anh ra, cho tôi đâu có nghĩ là tôi vào miền Nam. Tuy nhiên miền Bắc họ đau khổ, những người họ biết, họ suy nghĩ, những cái người đó không phải là con lừa con ngựa mà chỉ nhắm mắt, cho nên họ biết rằng họ đang sống một thế giới thế nào, họ hy vọng một ngày kia họ được giải phóng. Nhưng mà sự thật trái ngược, cái sự oái oăm, cái đình mình đã đưa đất nước chúng ta vào một cái khốn cùng là bị một cái chế độ ngoài giờ mang di mà lại thắng trận chúng ta. Nói như Dương Tô Hương nói rằng không ngờ một chế độ giả mang lại thắng chế độ văn minh. Và như ông John McCain đã nói rằng chính cái ác là thắng cái thiện. Thì cái ở đời cái trường lịch sử nó có nhiều cái trớ trêu. Thế thì rồi Ngọc Lan nói. Dạ. Ngọc Lan có một mà cái câu hỏi như nhà văn Vi Phương vừa mới nói tức thì đó, có nghĩa là một chế độ dẫn cái câu của nhà văn Dương Thu Hương, có nghĩa là thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ mang rợ. Thì nhà văn Huy Phương có thể có một số những dẫn chứng nào để chứng minh cho cái câu nói này không? Thì tôi đã nói, như không phải tôi nói mà rất nhiều người nói, như Dương cũng đã nói, không ngờ vào Sài Gòn sách báo đầy dày mà có những cái sách nghiên cứu về cộng sản nữa, đài phát thanh ai muốn nghe đài gì, đài BBC có đâu, như miền Bắc chỉ một cái loa bắt ở trong cái khu xóm, cứ ngày ngày là ra rạ nói một điều hay đọc thông báo, rồi chuyện ông chủ tịch này đi thăm ông bí thư kia, là tiếp xúc với ông bên Liên Xô chẳng hạn. Thì dân như vậy đó, không ngu càng ngày cũng phải ngu, chỉ nghe một chiều đọc một chiều một tờ báo Nhân Dân mà thôi, nhưng mà cũng có ai có tiền Nhân Dân, nhưng mà tờ báo Nhân đó trong cái cuộc họp báo đó, họp khu phố đó, cũng như khi chúng tôi ngồi tù ngồi đồng ở Bắc, khi tờ Nhân Dân nó được đem để đọc lại, một tờ khô rốc như ngói mà không có gì ngoài những cái luận điệu và bài vở của đảng viên, thì như vậy cái dân tộc đó là cái dân tộc. Còn chưa tôi nói chưa cái ăn cái mặt nó là vật chất, nó về tinh thần rồi, là rõ ràng chế độ như vậy, chế độ đó, một chế độ dạ mang ngoài rừng, chế độ mất tự do mà không ai biết là mất tự do. Thì lâu nay sống như, trong một cái xã hội như vậy thì không ai. Còn về cái cách hành xử thì sao ạ? Cái cách hành xử đó thì bây giờ người miền Nam muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Cái cách hành xử là cái tự do của người, từ ngôn luận có dám ngôn luận để đả kích bài kích đảng không. Và Ngọc Lan biết ở miền Bắc cũng như sau chúng ta miền Nam, chúng ta nhận cái cảnh là những cái anh công an khu vực là những cái chính quyền cấp nhỏ mà họ có toàn quyền sinh sát, họ vào nhà mọi người như vào nhà họ, họ nhòm ngó từng cái ngõ ngách, họ kiểm soát hành động từng đứa con cái chúng ta, họ tạo nên một cái hình thành đấu tố để cho con cái phải đấu tố cha mẹ. Thì cái đó đối với người văn minh, cái đó là cái khác biệt. Mà cái khổ sở là trong khi bao nhiêu năm miền Bắc họ không thấy cái đó, nhưng chúng ta miền Nam chúng ta hưởng tự do rồi chúng ta thấy. Bây giờ tôi nói lại, giải phóng có phải giải phóng không? Giải phóng là khi như ông đại tướng De Gaulle ông vào giải phóng Paris, thì dân Paris phải ùa tới và ôm hôn những người lính đồng minh đã vào giải phóng. Thế tôi hỏi vì sao giải phóng mà cộng sản vào với Quảng Trị chạy, vào tới Huế chạy, vào tới Đà Nẵng chạy, vào tới Sài Gòn chạy, không chạy được thế đành cam chịu vỡ lại. Thế thì có một dân tộc nào mà gọi là giải phóng thì giải phóng mà nó sai nghiệp như vậy không? Còn nói là
giải phóng thì vì sao sau ngày 30 tháng 4 rồi bây giờ chúng ta có 3 triệu người Việt phải sống ra hải ngoại chỉ vì vấn đề chính kiến, vấn đề là họ không chấp nhận chế độ cộng sản. Và vì sao bây giờ sau 38 năm rồi ở miền Nam vẫn có những người tổ chức vượt biên, tôi nói vượt biên vượt biển, 38 năm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập đấy, bây giờ có những người vượt biển tổ chức trong ngày quán như vậy thì sao gọi là chiến tác mà sao gọi là giải phóng? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta muốn đặt ra cho quý vị nhìn thấy sự thật của cuộc chiến Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những tâm tình của nhà văn Huy Phương trong chương trình Quê Nhà Quê Người, nói về những người thua trận và những người thắng trận. Như thế nào là thua, như thế nào là thắng ở trong thời khắc này là điều mỗi chúng ta sẽ suy nghĩ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.